Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã có buổi kiểm tra thực tế một số thiết chế văn hóa thể thao cơ sở ở các địa phương. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã kiểm tra thực tế hai cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Mỹ An, quận Hòa Sơn, Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thuận Phước, quận Hải Châu và kiểm tra thực tế tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc bảo vệ cảnh quan cơ sở vật chất cũng như phát huy giá trị các thiết chế văn hóa thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân. Đề nghị các địa phương phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án về xã hội hóa theo quy định để phát huy tối đa công năng của các thiết chế văn hóa thể thao. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao rà soát có phương án phù hợp về mô hình quản lý chung trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đánh giá cao mô hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Mỹ An ở đường An Thượng 19 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Chuyển giao Công nghệ KNH đầu tư và đề nghị mỗi quận huyện cần nghiên cứu xây dựng một mô hình như vậy. Quận Hòa Sơn sớm có báo cáo đề xuất về nguồn vốn để triển khai giai đoạn 2 dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Mỹ An tại đường Hoài Thành.